Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4. 4 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 134 đến 149 km mỗi giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến 14, 134 đến 166 km mỗi giờ, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 12,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km mỗi giờ, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/h, suy yếu và tan dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng gió bão vùng ven bờ, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến 9, sau tăng lên cấp 10 đến 11. Vùng gần tâm bão cấp 12 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Củ Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8 đến 9, sau tăng lên cấp 10 đến 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1,0 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, từ gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6. Sau tăng lên cấp 7 đến 8, giật cấp 9 đến 10, ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 có gió mạnh cấp 9 đến 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 12, giật cấp 14 đến 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8 đến 9, giật cấp 12 đến 13. Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7 đến 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn từ chiều 27 trên 9 đến ngày 28 tháng 9 ở khu vực từ Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to. Dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ 28 đến 30 trên 9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3.